ăn ớt mà phỏng tay luôn là biết ớt cay cỡ nào rồi. Phỏng tay. Biết người anh là đang bệt. Nói gì? Đó chính là cháo hàu. Wow, bên đám này hình như là Putin, thằng cháo hàu nè. Nay anh ăn một tô cho nó vừa no thôi. Dạ. Đây em gái. Em gái đây. Đây đây. Hả? Đây em. Đây ra tặng đây nè. Ai giòn. Quá, quá giòn rồi. Xin phép cả nhà nha. Hả? Con này hồng này. Dạ. Không thấy con hồng nào hết. Rồi đây. Ồ. Khi mà chấm vô một cái là cái đôi đũa nó cứ vậy. Trời ơi cái gì vậy? Nó dính quá vậy? Ủa, rồi, bổ nha, giờ thì tha hồ mà bổ nha. Hello, chào mừng cô chú anh chị các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Funny Home đây. Ai nhìn quen quen cái ta? Ôi hình ảnh này đó làm tô phở mới ăn tô phở ý là đi ăn phở à đâu đâu trời ơi đến đây mà phở tèo à, bữa thánh kỳ ăn anh chưa sợ hả thôi à, cũng hơi sợ chút nhưng mà sau khi đám cưới thì em thấy anh thứ nhất là xuống sắc thứ hai là sức khỏe cũng bị cạn kiệt á thì yếu đi mà. Sao yếu đi kỳ vậy làm việc nhiều quá chốt đơn tết á à. Hơi đuối chút ở cái nhà thì Võ Sĩ Lộc cũng mới vừa lên quay clip với lại kênh anh Phạm Dũng là về cái quy trình là làm xúc xích và đồ xông khói thì thôi bây giờ mình cũng biết người anh là đang mệt cho nên là sẽ dẫn anh đi để bồi bổ mà bồi bổ thì ăn phở cũng được á ăn phở bò bồi bổ cũng được á nhưng mà có một món này em nghĩ là nó sẽ bổ hơn nữa. Món gì? Đó chính là cháo hàu tại vì hàu á theo như em được biết á là tăng cường sức khỏe cũng như là tráng dương bổ thận trong cái chuyện ấy á sẽ rất là không mua áo Việt Tiến nên mình xích qua đây đã rồi bị chú bên đây đuổi cả nhà ơi mình chỉ đứng trước quay thôi mà hôm nay mình tới quán này là quán gì ta đây quán này là quán cháo hàu anh Tuấn. À, địa chỉ là 499 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp nha. Sao em biết quán này? Thì quán này là em cũng đã từng ăn rồi à. Em đã từng ăn qua rồi và em thấy chất lượng ngon okay. Cho nên là em giới thiệu đến anh. Nên bây giờ thì vào thôi. Bây giờ cũng đói bụng rồi. Nên tranh thủ ăn lấy sức rồi về chốt đơn nào. Đi. Wow. Ô, bàn này hài ha. Đó, cái nhà nhìn tấm hình nè cả nhà. Wow, bên đám này hình như là Putin. Trông mời ông gì? Kim Jong Un. Đây là Tập Cận Bình. Ghê đây. Ngồi chung bàn nâng ly ăn cháo hàu nè. Rồi. À. Thì thôi ngồi xuống đây đi rồi mình lấy menu nha. Ok. Nói chung không gian ở đây là anh thấy sao? Anh thấy nó kiểu giống như là Hội An vậy á. À. Nhưng mà có cây cối này kia mình nhìn nó cũng xanh mát ha. Đúng rồi, không gian sáng sủa. Cho anh mượn menu đi em mướn. Em giới thiệu sơ giúp anh menu bên đây với. Sẽ là cháo hàu là một cái mực, một cái ngò viên, với lại bún mắm nêm. Anh thấy có món quấn nữa đúng không em? Dạ đúng rồi. Đó, rau xanh cá nục. Ồ, cá nục nè đâu. À, mình nghe bò nè, bò tơ quấn rau rồi này kia gọi cuốn nhưng mà cá nục quấn thì mình mới thấy lần đầu cuốn bánh tráng đầu rừng cá nục này thì nếu mà mình làm là hấp hay là chiên vậy em? Dạ cái món sẽ là hấp à ăn giống như kiểu gia đình vậy á mình lấy đũa mình dễ ra rồi mình sẽ bỏ vào bánh tráng rồi mình cuốn ngon ngon nha bên đây sẽ có thêm bò tơ có thêm bò hấp đây bò tơ biết có rau rừng không? Dạ có chứ. Có rau rừng. Cuốn bánh tráng, rau rừng, ba ròi và bắp bò. Và có giá luôn nha cả nhà. Bên này Hùng dẫn tới quán này mình bắt đầu vô mình nghĩ là sang cả nhà. Kiểu như vào giá nó sẽ hơi cao nhưng mà vào đây mình thấy cái giá cũng hợp lý lắm luôn á cả nhà. Đặc biệt là tô cháo hàu chỉ có giá là bao nhiêu em? Dạ 40. 40 ngàn thôi. Dạ cả nhà ơi. Nhưng mà một tô em thấy trung bình là phải tầm 7 đến 10 con hàu anh.
Nãy giờ em có trà chanh giả tay không? Dạ không, ở bên mình có trà tắc hoa. Trà tắc, trà tắc hoa cà phê. Ở đây cái khung giờ hoạt động của mình là mấy giờ em? 6:30 cho tới 10:00 tối. 6:30 cho tới 10:00. Thì hôm nay để anh coi coi cái món ăn bên mình đó chọn. Em thường một tô cháo hậu đây ăn sẽ no không em? Hơi no. Nữ ăn là sẽ hơi no. Thôi. Nói chung á, cháo á là ở đây anh ăn là sẽ có rau với lại cái bánh nữa. Mà đối với em ăn một tô là em thấy nó lưng bụng nha, còn đối với người bình thường em nghĩ là no đấy. Chắc anh ăn một tô sẽ thấy no luôn. Ơi chào Lộc. Ồ. Nay rảnh rỗi ghé quán anh. Đây là anh là anh anh chủ quán anh hả? Anh là chủ quán ở đây. Dạ. Nghe em cũng nhiều trên TikTok rồi, hôm nay mới thấy em mới. Ồ anh chủ quán đẹp trai. Anh chủ quán nhìn phong độ quá. Hồi nãy mình thấy cái hình ở đây nè thì mình đây nè cả nhà. Đây có tấm hình nè, thì ra đây là ảnh. Anh lúc trước là quán mình bán ở đây lâu chưa? Rồi, quán mình bán được 4 tháng rồi em. 4 tháng rồi. 4 tháng. Dạ. Em thấy không gian kiểu như anh bày trí nó nhìn nó cũng khang trang và nó nhiều cái góc xanh của anh ha. Hiện đại và bốn mùa và chân giả nè, mấy cái cửa. Tại vì cái anh thích theo cái phong cách mà nó hơi Indochi xíu Đông Dương á, nên anh thiết kế theo phong cách Đông Dương. Dạ, mấy cái cửa này là giống như là cái cửa mà hồi xưa đúng không anh? Đúng rồi, giống kiểu ở Hội An vậy đó. Dạ dạ. Anh chủ mà ngoài không gian ở đây thì anh chủ còn không gian ở trên lầu hay đâu đúng không? Mình có không gian trên lầu đó em. Dạ. Không gian trên lầu thì nó hiện đại hơn. Máy lạnh này kia. Có máy lạnh trên đó, có máy lạnh. Ờ. Nhưng mà anh có thể chia sẻ cho em cái câu chuyện mà khi mà mình mở quán này không? Tại sao anh lại có ý tưởng mình làm cháo hậu? Tại vì anh thì quê gốc ở Phú Yên nên là anh mỗi lần anh về quê là anh thấy cái món cháo hầu ở Phú Yên á có một quán duy nhất à của cái cô đó là rất là lụp xụp nhưng mà khách rất là đông. Dạ. Và mỗi lần anh về đó là anh ăn là anh thấy ngon lắm, nói chung là lúc nào anh cũng nhớ cái vị đó nên mỗi lần mà cứ bay về là ăn một lần thì anh mới ấp ủ mở cái quán cháo hầu này cũng 5 năm rồi. Dạ. Thì 2018 nhưng mà tới 2023 thì anh mới thực hiện được cái ước mơ của mình. Thì mang cháo hầu Phú Yên tới Sài Gòn. Mang cháo hầu Phú Yên tới Sài Gòn nhưng mà anh cũng có cải tiến chút xíu, cải tiến để cho nó phù hợp với cái ẩm thực của người Việt Nam hơn. Yeah. Thì cũng có một chút xíu cải tiến. Yeah. So với cái phiên bản gốc ở Phú Yên. Thì nếu mà tụi em dùng thì em sẽ thấy nó sẽ có sự hài hòa với hai miền. Em thì em ăn cháo hầu cũng ăn ở nhiều chỗ nhưng mà em miền Trung á, nhắc tới miền Trung thì em nhớ cái cháo nghêu. Cháo nghêu cô gió ở ngay Hội An á. Cháo nghêu. Thì không biết là cháo hầu ở Phú Yên có điểm gì đặc biệt thì hôm nay bạn nữ cũng nhờ anh nói bạn nữ giùm em phục vụ giùm em một tô với. Một tô cháo hầu đúng không? Một tô cháo hầu đó. Rồi ok. Em ơi, em order cho bạn này một tô cháo hầu đi em. Bạn số 2. Em ăn một tô thôi để em lấy sức, hôm nay mới đám cưới xong. Mới đám cưới xong thôi. Vậy anh chúc mừng em, chúc mừng trăm năm hạnh phúc nha. Nhưng mà đám xong thấy nó trong người nó ỏi ỏi, công việc cũng nhiều anh. Nhưng mà em đám cưới xong mà em ăn cháo hàu vô là đúng bài luôn á. Dạ. Hàu là bổ lắm luôn á. Dạ. Nhất là cái chuyện mà gọi là sinh lý đàn ông á là cực kỳ. Thấy không? Đây là cả nhà đọc trong cuối cùng đi. Đây là công dụng anh. Rất tốt cho sức khỏe và tình dục. Công dụng gọi là hàu mà ai cũng biết là rất là tốt. Dạ. Em rồi em mong là những cái phần này nó sẽ bồi bổ lại để lấy sức chiến đấu với yên tâm công việc của mình. Hôm nay chắc chắn là em ăn tô cháo hầu này em sẽ nhớ. Nhớ phải nhớ nè. Rồi em trước khi em uống nước đi. Gì không ta? Ở đây có nhiều nước anh tự pha chế. Dạ. Em ăn cái này đi. Uống cái này đi. Trà tắc có gọi rồi. Trà tắc hoa cà phê. Trà tắc hoa cà phê đúng không? Dạ. Rồi. Em ơi, order cho bạn số 2 một cái trà tắc hoa cà phê nữa nha. Em xin phép em là order một tô. Nay anh ăn một tô cho nó vừa no thôi. Dạ. Đây, đây, em đây, 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 đây.
gái là lấy em cứ đứng đây đi, em đang phục vụ anh bạn cho anh một tô cháo hầu. Ý là bây giờ anh muốn ăn cái cháo hầu á, mà anh ăn trên cái tô của ảnh luôn. Cái tô quá khủng khiếp. Phong cách của con đi hồi Võ Sư Lộc. Đây là phong cách của Võ Sư Lộc mà. Dạ. Quá khủng khiếp, cái tô này chắc phải chứa chắc không phải chắc phải gần hết cái nồi cháo của anh luôn quá. Dạ dạ. Mấy phần? Rồi ok. 4 phần luôn hả? Rồi, em đợi chút xíu nha, mấy bạn đem anh liền. Trong lúc đó lên trên. Để em lên trên em coi thử okay. Cái không gian của anh nha. Anh mở sẵn đèn rồi đó. Dạ dạ. A few moments later. Cả nhà ơi, trong lúc mà Võ Sư Lộc đi lên lầu tham quan không gian á thì mình nảy ra ý tưởng này cả nhà ơi. Đó, mình phải bồi bổ cho anh Lộc thôi. Ồ, oh, anh chủ đâu rồi em? Dạ đây. Anh Tuấn ơi. Hả? Gì đây em? À, hồi nãy em nói anh làm 4 tô cháo hầu vô đây đúng không? Nhưng mà thôi bây giờ anh làm cho em là 3 phần cháo thôi, cháo không vào đây. Wow. Còn bên đây anh được giùm em xương xưa 100 con hầu nha. Wow, 100 con hầu luôn. Em phải bồi bổ cho Võ Sư Lộc khỏe mạnh mới được. Ok. Chán dương bổ thận. Đây nha cả nhà, giờ là anh sẽ làm, đây là không gian bếp. Có một cái ô giống như là ô để đưa đồ ăn qua. Đây là mình thấy có nấm rồi nè. Một tô là một gáo đúng không ạ? Một tô là một gáo em. Dạ, vậy là một phần nữa, coi chừng nóng nha anh. Nóng lắm em. Ồ. Không bỏ luôn á. Rồi đẹp rồi đó. Ngoài hầu ra là trong cái tô của mình nó còn có trứng cút với cái gì nữa anh à? Anh giới thiệu giùm em được không? Đây trong cái cháo hầu của mình nó sẽ có nấm rơm. Dạ. Nấm rơm. Nấm rơm. Trứng cút nha. Đây anh đập vô nè cả nhà. Anh đập vài quả tượng trưng thôi là được rồi. Chứ đừng đập 100 trứng nha. Cho hành vô. Cho hành. Wow. Rồi. Những ai mà đang anh Phi cảm á, mình ăn một tô này vào là xuất mồ hôi ra là hết bệnh luôn cả nhà. Hành phi nhiều xíu cho nó thơm. Dạ. Hành phi này là mình tự phi nha, quán tự phi nha. Hành phi tự phi. Dạ rồi. Quán anh thì cái gì cũng tự làm hết đó. Ồ. Hành phi, tóc mỡ hay là tất cả mọi thứ đều là tự phi hết. Dạ. Wow. 100 con hầu chết rồi Võ Sư Lộc ơi, hôm nay bổ béo quá. Đây hàu sữa nè, to béo nha. Ôi con hầu kìa. Đó, yeah. To béo nha, tươi nha. Dạ. Này hầu này anh lấy từ Phú Yên về. Ủa vậy hả? Ừ, lấy trực tiếp Phú Yên, lấy trong ngày luôn nha. Ngày nào cũng giao hầu cho anh á. Hầu này á cả nhà cũng tươi nha. À, khi mà mình cho vào cháo cái nó phồng lên anh, nhìn đã lắm, nhìn nó múp múp á. One week later. Đây cho cả nhà coi không gian ở trên lầu nha. Võ Sư Lộc ơi. Ôi ghê hả? Đẹp quá ha. Anh tưởng có làm càng mà làm tính leo ra. Tại đây là phải làm cái hồ để kéo bắt bước kiến lại luôn. Dạ. Đó. Đây nè cả nhà ơi, không gian bên trên. Cái bàn kia đẹp ghê kìa. Bàn này ngồi ngọt, đây là ngồi với gia đình á. Nhưng mà ở ngoài đang rất hợp. Cây xanh. Cây xanh với nó có cây này cây thiệt nha. Cây thiệt. Rồi giờ Võ Sư Lộc đã về lại với không gian ban đầu. Trong quá trình đó thì mình giới thiệu sơ qua cái khô gà chứ. Khô gà ở đây thì hùng đóng một cái hũ này rất là chất lượng luôn. Yến em anh rất là thích ăn cái khô gà bên đây cả nhà. Khô gà lá chanh này là bữa giờ mình cũng ít có giới thiệu, chủ yếu là mình giới thiệu cái đậu phộng là chính. Nhưng mà hôm nay mình xin được mạn phép giới thiệu cái khô gà lá chanh. Một hũ là bao nhiêu? Dạ một hũ là 185k. Nếu mà mua 3 thì em cũng free ship tất cả các tỉnh. Còn nếu mà mua 4 thì em sẽ tặng thêm một hũ đậu phộng hoặc là một hũ chấm chéo của Hải Sapa TV. Đó. Thì cả nhà nhanh tay liên hệ ở số là 084-222-1578 hoặc 0844-020-114 nha. Nhưng mà chương trình này thì chỉ áp dụng từ giờ cho đến Tết thôi, nên cả nhà hãy nhanh tay nha. Mua 5 hũ. Hả? Gì? Mua 5 hũ tặng 1 hũ. Hay sao? Không. Này mua 5 hũ tặng 1 hũ rồi. Này là tặng này nè. Ai giòn. Quá, phải giòn rồi. Mới thấy là giòn rồi. Thơm nha. À. Đây nhìn mới sơ ra giống có sườn.
Em có gì em cho anh muỗng với đũa luôn nha. Sao anh, giòn không? Để coi bao nhiêu con hậu. Xin phép cả nhà nha. Đây có trứng. Nhưng mà sao không thấy con hàu nào hết? Con hùng này. Dạ. Không thấy con hàu nào hết. Ăn cháo thôi chứ hàu mắc tiền lắm. Khốn kém lắm. Thôi trời, ăn cháo ăn cháo lắm. Với nấm đỡ đi. Cháo nấm và có hai trứng, rất là đều, rất là cân. À, cho anh 4 trứng luôn ha. Ủa, 4 trứng luôn hả? À, 4 trứng nha. Anh thấy cháo hàu ở đây là không chỉ có riêng hàu mà còn có thêm mấy cái đó nữa. Trứng với lại nấm. Và đặc biệt là rất là nhiều hành phi. Ở đây chắc là cái khí của hàu á. Khí nữa chứ. Thử nha, mời ông bà cô chú và quan viên hai họ. Sao? Ngọt vậy đó. Chắc là do nước hàu thấm ra rồi. Hy vọng có một con hàu nho nhỏ trong đây. Nắm không à? Nói chung mà ăn tới cuối nó mới hiện ra à. Giống như cái gì nàng út ống tre á. Nhưng mà ở đây là có bánh tráng ta, lạ ta. Chắc là mình sẽ bẻ vô. Bánh tráng này bạn nói là bóp á anh Lộc. Rồi đây. Ồ. Chăn con heo quen đây. À. Này là phần thưởng của bạn em dành cho em. À. Sau khi đám cưới. Nãy bạn em có dặn em là làm cho em 100 con hàu. Dạ. Nhưng mà con hàu hết. Con hàu ở đây mất quá anh chủ ơi. Hàu đây là hàu tươi từ dạ. Phú Yên. Dạ. Anh mang vô. Em xin phép nha. Rồi. Em xin phép anh chủ là em gấp một miếng. Cứ tưởng là em ăn cháo trắng. Trắng nước mắm nha em. Dạ. Cảm ơn. Thôi hàu nha cả nhà. Anh mà em thắc mắc cái bánh này mình ăn sao anh? À, cái này có thể là mình có thể mình vừa chấm nước mắm nè, mình xúc hàu mình ăn chung à. Mình bẻ vô đây mình ăn. Dạ dạ. Nó sẽ có cái độ giòn giòn ăn rất là ngon. Ôi, ok. Mình ăn chung như bánh tráng, chấm, kèm. Wow. Cái nước chấm bên này rất là đặc biệt luôn đó nha. Ừ. Mình cảm thấy nó vừa sệt mà chấm vào là cái vị chua chua, cay cay. Giống như là khi mà chấm vô một cái là cái đôi đũa nó cứ vậy. Trời ơi, cái gì vậy? Rồi. Giờ thì đây là bất ngờ đây đúng không? Đổ vào đi. Đổ vào. Ủa. Ăn hàu vậy thì tối nay căng đấy. Vô. Để không? Ê, nặng dữ vậy? Nó dính quá vậy? Ủa, rồi, à. Bổ nha, giờ thì tha hồ mà bổ nha. Khuấy lên anh ơi. Thập toàn đại bổ rồi. Ừ. Nhưng mà anh để ý ở đây là sẽ có cái cải bè xanh và giá cho bạn nào ăn thêm rau. Nói 100 con vậy thôi chứ em làm cho anh xương xương khoảng 50 con thôi. 50 con? Đúng rồi. Vậy thì vừa bổ. Đúng rồi, vừa bổ thôi chứ bổ quá là 100 con là quá mệt mỏi á. Mà ớt lại hít quá. Ôi. À, dính hết quá rồi thì ăn hết thôi chứ biết sao gì ạ. Dính quá rồi. Dạ. Được rồi. Anh hỏi ớt nữa không ạ? Nữa luôn anh. Vô luôn. Cho em ớt. Nữa hủ. Anh cho đây em ăn á. Ôi trời ơi, bỏ vô lòng này. Ở nhà có thấy không khí giống như ngày xưa đã ùa về không? Lâu lắm rồi anh em mình mới lại đi quay. Nói sao với anh Lộc. Như là anh em mình hẹn hò riêng. Đúng vậy. Wow. Rồi sao? Cây lắm đúng không anh? Anh cắt ớt bằng tay luôn á. Dạ. Trời. Thôi vậy thì cho ớt thôi. Ổng tay quá. Cắt ớt bằng ổng tay luôn là biết ớt cây cỡ nào rồi. Ôi, và là gì ta? Cháo hàu cây cấp độ 7. Cháo hàu này thì bây giờ đã có thêm màu sắc rồi. Nó tượng trưng cho ngày Tết siêu cây. Ồ, cái tô đỏ lè luôn cả nhà ơi. Nhưng mà nhìn ngon lắm nha. Rồi ăn đi anh. Đây, anh sẽ thử một miếng trứng cút.
không biết lâu rồi không ăn á, bây giờ anh ăn và anh bị ứ thật luôn. Ui, cháo rất là bùi, cảm giác mà ăn vào á nó khiến cho mình nhớ lại những cái kỷ niệm đó cả nhà. Đã vô rồi cay quá, nhưng mà ăn như vậy thì khiến mình cũng rất là thèm nha, tại vì mình đã từng ăn ở đây rồi, quán ngon lắm, bán ngon lắm. Mới đầu quá cả nhà nhìn cái không gian á, mình sẽ thấy là quán này chắc là giá chát đây. Đúng rồi, nhưng mà không nha, một tô chỉ có 40.000 thôi, nhưng mà chất lượng phục vụ rất là ok. Trà đá 2.000, đặc biệt khăn lạnh đố anh bao nhiêu tiền? Khăn lạnh miễn phí 1.000. À 1.000 miễn phí thì kỳ quá. Đây gừng, cho miếng gừng vào để cho nó thanh. Phân Hùng đang thèm rồi cả nhà ơi, phải mời Phân Hùng thôi. Rồi mời đi, chứ không là em rung 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 tay á. Đã không, khi mà ăn cùng với bánh, bánh này á anh nghĩ là nên vừa bỏ vô, vừa bỏ vô là mình sẽ ăn liền. Dạ, nó sẽ đỡ bị mềm. Ăn nó còn hơi giòn một xíu. Ê, mình ăn thơm. Theo mình ăn theo kiểu của anh chủ nãy nha, mời Phân Hùng cái này nó mới chất nè. Hai bé, ba bé, đây là gia đình hậu, bốn bé, hậu mẹ, hậu ba và hậu con. Ta là có baby shark không? Này là baby oyster. Cái gì? Baby oyster. Oyster là con hậu á. Đúng rồi, oyster là hậu. Nè, quay gần nè. Thôi anh ăn luôn đi, một hít luôn đi. Một hít luôn. Một hít bốn hào quá, không phải một hít hết cái bánh đâu. Rồi. À. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Đã ăn. Có nhiều cách ăn nha cả nhà. Bẻ bánh cho vào cháo, hoặc là mình ăn súp hầu. Ta có hến súp bánh đa cả nhà, nhưng mà này là rắn súp bánh đa, nhưng mà này đúng là rồi. Hầu súp em ăn chan. Nhiều em ăn nhiều ớt quá anh chủ, đừng có tính tiền ớt thêm nha. Mới ăn hết thoải mái, vô tư thoải mái. Em nghĩ là mới ăn hết nửa cái hũ ớt này. Đây đó là cái món trà tắc mang cà phê à. Giới thiệu em đó. Dạ, chỗ này là tu Berry. Blue Ocean Berry đúng không? Của em trai này. Đẹp dạ quá anh ơi. Đó. Đây là món này là tập độc quyền bên anh Pha chế ha. Dạ dạ. Ở đây có nước uống nha cả nhà. Cái này là 35 đúng không anh? Hồi nãy em coi trong menu là 35. 35k. 35k nha cả nhà. Cái này 30k. Em xin phép. Uống được chưa ta? Hoa cà phê có mùi cà phê không? Để độc đáo hơn mấy chỗ khác. Dạ, cái vị của nó tắc á, là vào thì cảm nhận bị tắc là bình thường rồi, nhưng mà cái chắc là cái vị còn lại là hoa cà phê á, nó hơi thoang thoảng mùi cà phê thôi, nhưng mà nó làm cho mình là cảm thấy mật ong. Nó cảm giác là nó vị nó ngọt không phải từ đường á, mà nói mật ong thì biết là ngọt từ mật ong rồi. Mà uống cái này vào anh biết có một cảm giác gì không, là mình thèm cháo ăn đi. Nó kiểu như nó ngọt đó nha, nên mình uống mà mình thấy thèm cháo ghê. Tôi quen là anh thấy là không có gì khác ngoài hàu với lại ớt. Em xin gọi tô này là tô cháo hàu cay cấp độ 7. Đó. Anh nghĩ em ăn hết này không anh? Thôi em. Anh nghĩ em ăn hết tô này không? Anh nghĩ với cái sức của em thì em ăn hết. Ừ. Tại em mới lấy vợ nữa, đâm ra cần phải bổ sung nhiều. Mà lấy vợ là nó hao mòn sức lực lắm. Tại vì anh mới lấy anh biết mà. Anh bắt tay rồi. Vậy vậy anh chủ ơi, giờ làm theo một tô khổng lồ vậy nữa, anh ngồi ăn cùng. Wow. Hơi đáng tiếc là anh mới dùng cơm tối xong. Nên là chắc là hẹn tụi em ngày mai đi. Dạ rồi, ok anh. Để bụng anh ăn với tụi em. Dạ. Anh chủ ơi, cái tô anh bự quá. Em chèo bằng cái muỗng này chắc lâu lắm. Thế hả? Dạ. Vậy em có muốn chèo bằng cái muỗng canh không? Anh có muỗng canh không? Rồi có. Cho em xin cho em cái muỗng với. Ngọt quá. Ngọt hả? Cái hàu này ăn vào cảm giác là nó không có bị quá dai. Hàu này ở Phú Yên á, tại vì hàu này là hàu giống như hàu sữa vậy.
hàu anh nhập từ Phú Yên. Quán đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Đấy, mình cũng lưu ý dạ. Mình lưu ý cả nhà cái này là phong cách ăn của team Funny Hùng nha, chứ không phải là bên quán phục vụ như vậy nha. Đó thì hầu quá mức luôn cả nhà. Thì mình xin mời cái khai muỗng này ở quán, mời Funny Hùng ăn rau không? Ăn rau luôn. Anh sẽ cho em 4 con tượng trưng cho gia đình của em. Thôi hầu ba đu. Dạ giờ mời Phan Hùng. Thôi anh phải rưới miếng nước mắm lên cho em. Nước mắm rồi. Dạ chưa, mình sẽ làm một hit nha cả nhà. Coi chừng văn ra ngoài á, húp từ từ thôi. Mời cả nhà. Trời ơi, một hit luôn. Ngon đấy. Wow, nước ngon xào quá. Phải xào. Mình ăn một con mình sẽ cảm nhận được cái độ ngọt và cái cảm giác như nó xoa trong lưỡi mình, trong miệng mình ít thôi. Nhưng mà bốn con thì nó cứ trôi tuột thế nào các nhà ơi. Nhưng nó mềm mại giống như là một dòng nước chảy luôn á. Mình phải luồn lách lắm mình mới cắn được nó. Tại vì nó quá là mềm, nó mềm lắm. Đã lắm nha, cả nhà cảm giác này tuyệt vời. Nhưng mà con hàu này nó nãy quên bỏ cho Hùng miếng ớt. Hàu này nó phải cay như vậy nó mới xuống được cả nhà ơi. Có thêm cái gì nữa không? Nước mắm anh Lộc. Đúng rồi. Nước mắm là chấm hàu á. Nè. Đó, vô. Đặc biệt là còn có cái rau ngò rí nữa. Cái gì vậy? Còn giá này nó tính đu lên theo cái cải mè xanh. Nhưng mà giá gì? Đánh đu với đời hả? Vào miệng ngay. Nhắc tới đây thì mình lại không thể không nhắc tới người vợ thân yêu mình. Vợ anh là thích, rất là thích ăn hàu. Đặc biệt là hàu hấp. Nhưng mà cháo hàu ở đây thì anh phải dẫn vợ tới ăn thử thôi. Giới thiệu thôi. Chất lượng. À, cái nhà nhìn nè. Những giọt mồ hôi đang lấm tấm rồi. Ăn cháo hàu. Đặc biệt là những món cháo á, ăn là thường sẽ bị dễ xuất mồ hôi lắm. Đúng rồi. Muốn xuất mồ hôi thì phải có khăn lạnh. Bên quán sẽ có khăn lạnh luôn. À. Anh cho em 2 khăn lạnh. Ok em trai. Dạ. Cũng lâu rồi mình mới ngồi ăn một tô bự như vậy nè cả nhà. Giờ mình ăn kiểu như review, ăn vừa vừa thôi. Lâu lâu mình ăn lại về cho cả nhà. Nhớ lại những cái kỷ niệm ngày xưa. Do Do à, cũng có một chị comment nói là thấy Võ Sư Lộc với lại Phân Anh Hùng không còn như trước. Có nghĩa là thấy là không có ăn ý hay phối hợp ăn ý với nhau đó cả nhà. Thì mình cũng xin nói luôn là anh em mình vẫn vậy thôi, chứ không có bị sức mẻ tình cảm hay là gì hết. Tại vì có khăn. Ui cái che. Anh khăn này có 1000 cái hả? Khăn này có 1000 cái em. Ờ. Mà thơm lắm anh. Anh thử thử cái mùi thơm lắm. Ui. Em đang bị nóng trong người mà lâu đến cái khăn này thì em có thể đấy. Đậm đà hương vị cháo hàu anh Tuấn 499 Quang Trung, phường 10 Gò Vấp. Mà nóng hoạt động từ 6 giờ rưỡi cho tới 22 giờ nha cả nhà. Thì anh chủ quán này chia sẻ trước á là cái không gian quán là sang trọng hơn nữa cả nhà, mà giá cũng chỉ có 40.000 thôi. Nhưng mà lúc đó thì kiểu như không gian sang trọng á, và cũng đóng cửa lại chứ không phải là mở ra như bây giờ. Anh nghĩ là đèn người ta sẽ ngại không? Đó, người ta sẽ ngại, người ta không đến nhiều. Mà từ khi anh làm lại cái quán như bây giờ cả nhà thì khách đã ổn định rồi. Hy vọng là sau cái clip này mới giới thiệu đến cả nhà được món cháo hàu. Em quay sơ cái không gian cho cả nhà coi. Quay sơ. Kính bàn rồi. Đó, không gian ngoài rồi cả nhà.
ra. Một phần nữa là mình thích ở anh chủ đó là rất là cầu tiến. Trong lúc mình ăn ăn là anh chủ đang đi hỏi thăm ý kiến của từng vị khách để coi có cần điều chỉnh cái gì hay không. Những con hàu ở đây thì nó sẽ còn những con béo bở và này thì em phải dứt thôi. Em hả? Nhưng mà anh chỉ cho em ăn một con nhỏ thôi. Tại em ăn nhiều quá thì em sẽ bị sao tối về quê mà. À tối về quê nữa. Vậy thì cho em ăn ớt. Họ sẽ lọc thật là mãnh liệt quá. Cho em 4 miếng ớt tượng trưng cho gia đình của em. Cay lắm anh. Thêm miếng nữa hả? Thêm miếng nữa hả? Thôi, được rồi. Món xe lọc này là có nước mắm. Trời ơi, từng dòng nước mắm chảy ra từng giọt đặc sánh. Dạ rồi, pha này thì không biết có bắn pháo hoa không đây cả nhà ơi. Ớt ở đây thì anh nói cay á, cay thiệt. Mồ hôi mình đã đổ rồi cả nhà ơi. Mời cả nhà nha. Mình phải đắp một con hàu. Con hàu này bằng 4 miếng ớt thôi. Cùng ly anh ơi. Ngon quá. Chết rồi Hùng ơi. Anh suy nghĩ lại rồi. Anh sẽ không ăn phở tèo nữa đâu. Anh ăn là anh bị tèo luôn á. Nói chứ tèo. Cháo no nhanh lắm đấy. Đừng đùa. Chuẩn bị nghi thức nha cả nhà. Cháo này ngon quá nên mình phải ăn thơm ngon tới giọt cuối cùng. Hết rồi, hết rồi. Cả nhà thấy những cái góc quay này có quen thuộc không? Chính hãnh. Hết ớt luôn cả nhà. Còn mấy cái hộp ớt không? Còn mấy cái hộp ớt nữa. Thôi được rồi, nặng bụng á. Và hút hết rồi. Thôi. Trời. Chán gì. Xong. Yeah. Quá đã. Thì anh có nhận xét gì về cái quán này? Khi mà anh thì anh có một cái lời cảm ơn về cách bài trí cũng như là cách trang trí món ăn của bên quán. Thì anh chủ đó là chăm chút vào từng cái góc, như là về cách cửa mà anh nói á, nó cũng sẽ là ngụ ý cho những cái truyền thống của dân tộc của mình. Thì khi mà mình đi lên từ ở đâu, từ cao như thế nào hay là vị trí mình tới mức nào đi nữa, thì mình vẫn phải nhớ cái nguồn gốc mình xuất phát như thế nào. Và từ những truyền thống đó thì mình sẽ mở những cánh cửa ra để đón những vị khách vào. Thì anh Vũ đã đập đi những cái kiểu như là gọi là hiện đại á, để xây lại theo cái kiểu như là ta vờ ta tắm ao ta dù trong dù đục vẫn là cái ao đúng không? Thì kết hợp tất cả cái đó lại, mình kết hợp luôn một điều nữa là thái độ phục vụ của các bạn ở đây thì rất là tận tình nha cả nhà. Nếu bạn đang phục vụ ở bên bàn này thì các bạn vẫn quan sát được những bạn khác để có thể khách kè tốt nhất cho những bạn xung quanh. Ok. Mà khi ăn ở món cháo hàu này thì anh thích một điểm đó là hàu to và rất là đồng đều. Nhưng mà ăn ngon hay không thì nó phải phụ thuộc vào thằng này. Nước chấm mắm. Nên mình xin phép là cho phần hàu hút hết này nha. Thôi. Lại là những pha thăm ngàn từ hủy này. Thôi thì món ăn ngon cũng như là những việc mà mình nói ở đây á, nó cũng không bằng một cái rất là chân tình, đó là hình ảnh lúc xưa anh em mình quay. Mình muốn thể hiện lại cho cả nhà xem trên chiếc xe màu xanh hai đứa chạy chồng chập và gì tới trời? Nơi thì hút vào những con hàu thật là có sự lòng mát lòng. Rồi thì giờ giấc bay bổng đã kết thúc rồi nha. Đây là cũng là một cái clip mà giới thiệu cho cả nhà, thứ nhất là quán cháo hàu của anh Tuấn.
với một không gian rất là đẹp và thoáng mát. Thứ hai là món cháo hàu ngon và rất là bổ, sau đặc biệt là sau những ngày mà làm việc mệt mỏi căng thẳng. Thì cả nhà nếu mà nhà ở gần hoặc là ai có dịp đi ngang qua số 499 đường Quang Trung, quận Gò Vấp thì mình hãy ghé qua để thưởng thức một tô cháo hàu chỉ với 40k thôi nha. Đừng quên khi mà vào đây thì các bạn sẽ được thưởng thức một cái điều là không gian. Và các bạn có thể ăn ở trên lầu tùy theo cái số người. Ví dụ các bạn đi cả gia đình mà từ 6 người trở lên thì sẽ có những cái bàn to để các bạn có thể ngồi. Và đặc biệt là trên đó có máy lạnh nữa. Ăn nó sẽ bớt nóng. Rồi, giờ thì mình kết thúc clip nha. Thế nên mình có fan page Facebook, nếu nhiều người yêu mến thì mình muốn cập nhật các sự kiện mini game event hãy like và theo fanpage ủng hộ kênh mình nha. Link mình sẽ để phần mô tả. Và mọi người hãy đăng ký kênh Phân Hùng Vlog và kênh tốc của Võ Sư Lộc. Đừng quên tốt tốt của mình là Phân Hùng 116 Võ Sư Lộc và hai tốt tác là Phân Hùng Võ Sư Lộc, Võ Sư Lộc Phân Hùng. Trong những sắp tới như các bạn có bất cứ thứ nào để làm được như mình cũng sẽ có đừng bình luận hợp nhất làm clip cho nhà công thức nha. Ok, xin chào các bạn. Cả nhà ơi, mình đang tính cất máy đi thì anh Tuấn anh làm một hành động gì đó cả nhà ơi. Trời đây thì, em nghĩ đây là cũng là một món best seller ở bên quán đúng không? Nãy giờ thấy em ăn khí thế quá nên thôi anh cũng có gọi là thành ý là mời em một món gọi là bán cũng khá là chạy ở quán anh. Đó là món bò tơ cuốn bánh tráng với đậu rừng. Thì đây là bò tơ của quán anh. Thì món này là anh sẽ mời tụi em ăn. Mình sẽ cuốn bánh tráng ha. Anh đã nói rồi thì em cũng xin thua. Em là ở Củ Chi. Củ Chi. Món bò tơ này em rất là khoái. Nhưng mà ăn nhiều nó bị gút anh Tuấn ơi. Bị gút hả? Dạ. Bị gút thì giờ em biểu vợ em mới tập bộ lại. Gút này nè. Gút nè. Wow. Trời, nhìn như đang ở rừng vậy cả nhà ơi. Em đâu xin phép là sẽ ăn một quấn rồi cả nhà. Một quấn rồi chứ bây giờ nó bây giờ mình cũng bị no quá rồi. Cảm ơn anh Tuấn bên quán rất nhiều vì sự nhiệt tình. Nói chung là tụi em ăn ngon à, ăn dạ. Dạ. Em cũng mong muốn là khi mà người ta xem á, người ta thấy được nhiều món ăn vậy nè. Thì những người xem bên trên sẽ có thêm rất là nhiều lựa chọn. Đó. Đây là dưa hấu tráng miệng nha. Cái này mời. Dạ. Tất cả các miệng rau nếu mà ăn rau thì được quán mời dưa hấu cái gì. Anh mà em hỏi một cái này nha. Phải là mời riêng em luôn nha, cái này là món ai cũng được mời. Dạ. Dạ dạ, em hỏi riêng vậy nha. Nếu mà người xem kênh bên em tới á, đọc bát Phân Hay Hùng, đọc bát Võ Sư Lộc á, anh Tuấn thiết kế có chương trình gì ưu đãi cho bên người xem không? Cho nó hấp dẫn không? Có nghĩa là nếu mà khán giả của kênh của Võ Sư Lộc mà tới quán anh á thì anh sẽ giảm từ 10-15% phút cho khách hàng của bên em. Dạ. Nhưng mà áp dụng trong khoảng thời gian như thế nào anh Tuấn? Áp dụng khoảng thời gian là từ đây cho tới hết tháng. Hết Tết đi. Hết Tết đi. Tết âm lịch đi. Hết Tết âm lịch đi. Ồ. Cho gọi là không khí xuân. Dạ dạ. Chạy chơi. Ồ. 10% là nhiều lắm á. Dạ. Dạ. Ví dụ mình đi 10 người là coi như là mình được giảm được 1 người rồi. Mình ăn một tô cháo hàu mình được giảm 4.000. Nhưng mà cái bánh tráng này thì mình quấn nó rất là thoải mái, nó không có bị rách. Nó chắc á. Dày. Em xin phép. Món này là nó kết hợp giữa miền Trung với miền Nam. Dạ. Miền Nam á. Em mời anh Tuấn nha. Ok em nha. Rồi, ở đây anh Tuấn bỏ thơm á anh Tuấn. Thơm nhiều lên luôn á. Tôm bằm ra luôn nè cả nhà. Đó. Mấy em ăn ngon miệng quá. Trời ơi, thơm quá, mùi thơm bay qua tới em luôn rồi. Rồi. Cái mắm này nó cực kỳ đậm đà luôn cả nhà. Ghê. Chấm với bò bên trong. Con này là bò tơ mà bò tơ cái nè. Bò tơ. Nó có xíu cảm giác là xíu cửa ngậy ngậy á. Bò tơ nó mềm. Rất là mềm. Nó có cái mùi thơm của bò tơ. Rồi. Thôi cả nhà. Dân Củ Chi là em ăn bò tơ em biết liền. Dạ dạ. Cả nhà còn chần chờ gì nữa, hãy đến quán của anh Tuấn đẹp trai ăn cháo hàu nè, hủ tiếu mực, bánh canh, rồi cũng như là bò sốt hàu, nó có bò sốt hàu, cá nục hấp, cuốn bánh tráng, rồi ba loại heo, bánh hỏi, bánh tráng, nhiều món lắm, bánh tráng, dạ,
mình thấy anh chủ nhiệt tình lắm á. Món gỏi hàu sứa bắp hấu cái đó cũng lạ đó, nó món nó cũng lạ. Món gỏi ok đó. Xin phép tới luôn. Alo. Rồi 100% dứt. Ăn thêm miếng kiệu cho có ăn sướng hạt tết. Rồi thì hồi nãy là mình cũng kết clip rồi cả nhà, nhưng mà với sự nhiệt tình của anh chủ thì Võ Sinh Lộc lại phải làm thêm một cuốn nữa rồi. Nhưng mà lần này thì chắc là về sẽ có đầy đủ sức khỏe để mà làm công việc và gọi là chăm sóc cho gia đình tốt hơn.